Cái đó thì gì ta? Xoay hay gì? Xoay. Với chẳng hoặc con đôi thấy một thằng đi chỉ có một thằng ngồi đó thôi, đi chương trình ăn trộm nhà ai gì hết á, xong rồi cái kêu này ra chở lắm không. Bây giờ đó nó đi bộ đâu hướng bên đó chó sủa quá trời, thấy không đó, thấy không nó đeo đèn cầu hủ, phải đó mà nhìn qua nhìn lại thấy không. Nó ngã này không, nó đỡ lên đó. Hôm qua em có coi khúc này. Có anh con nó lúc đầu nó bẻ đầu vô nhớ không, tí nó bẻ đầu nó ngã đó, tí nữa ngồi nó sáng không, tí nữa nó đẩy khóc xe vô cái chỗ xe ngồi qua coi hết tương đâu có ngủ không. Bấm vào nhanh đi đi. Bốn ba rồi nè, bốn ba rồi nè. Nó có xe nào sáng nữa đó. Tải tới cái tải nó chạy ngang đó. Giống như nó hơi chậm nữa nè. À. Đó, nhìn gì mà nó mắc cái gì lộn quá, tải cái camera, tải cái này cho công an đụng nó bắt cho mày biết đi. nhìn ba nhìn này biết chọn ha. Nó rình mò cái gì Không nữa thì khỏi bấm ha. đâu, đi xe mở vô, mở mở xe. Thằng này giống nó nữa, bữa không biết có ai cắp xe mình nó đi đâu, nói chuyện gọi đâu. Nó đẩy ra ngoài chạy đi, nó chạy qua hướng bên kia, mà nãy hàng bên kia là đi hướng bên đây đúng không? Vậy hả, đi luôn cái gì không? Nó chạy luôn á đó. Đó là chạy luôn đó, phải không? Đó nhỏ tiêu ha. À.